Chào các bạn, mình là Chiêu và chủ đề của video ngày hôm nay đó là Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng. Năm 898, một cậu bé đã chào đời tại làng Cam Lâm, nay thuộc xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Tương truyền thì khi ông sinh ra có ánh sáng lạ đầy nhà, trạng mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng. Thầy tướng cho là lạ, bảo có thể làm chủ một phương, nên mới đặt là Quyền. Và thế là tên của cậu bé ấy là Ngô Quyền. Tính ra thì xuất thân của Ngô Quyền cũng được gọi là con ông cháu cha. Bố của Ngô Quyền là Ngô Mân, từng giữ chức châu mục Bản Châu. Do đó từ nhỏ Ngô Quyền đã được ăn học tử tế, có nhiều hiểu biết về võ thuật cũng như là binh pháp. Ngô Quyền lớn lên trong thời kỳ đất nước bắt đầu giành được quyền tự chủ nhờ cha con nhà họ Khúc. Kể sơ qua về hoàn cảnh lúc bấy giờ thì lúc này nước ta đang phải chịu sự cai trị của nhà Đường, Trung Quốc. Nhưng rồi nhà Đường có loạn, nhân thời cơ đó Khúc Thừa Dụ, một thổ hào người Việt đã nổi dậy đánh đuổi người Trung và tự xưng là tiết độ sứ. Ngô Quyền lúc này cũng đã đứng ra tập hợp lực lượng và dần trở thành một hào trưởng có tiếng ở Đường Lâm. Rồi sau đó Ngô Quyền cùng với họ Khúc tham gia xây dựng chính quyền trong những ngày đầu dựng nước. Thế nhưng độc lập chưa được bao lâu thì quân Nam Hán đã đến. Quân Nam Hán tiến hành xâm lược nước ta lần thứ nhất, chúng đánh bại chính quyền họ Khúc, phủ thành Đại La bị chiếm. Tuy nhiên đánh chiếm nước ta chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Khi đất nước bị chiếm đóng bởi quân Nam Hán, một vị tướng tại Ái Châu thuộc Thanh Hóa ngày nay có tên là Dương Đình Nghệ đã âm thầm mưu đồ khởi nghĩa. Ngô Quyền liền trở về Ái Châu, đầu quân cho Dương Đình Nghệ và hoạt động vô cùng năng nổ. Nhờ vậy, Ngô Quyền được Dương Đình Nghệ vô cùng tin tưởng. Ông được thăng làm nha tướng. Và không chỉ có thế, ông còn được kiêm luôn cả chức con rể. Dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ và một số vị tướng khác, lực lượng nghĩa quân kiên trì tập luyện bất kể ngày đêm, không màng mưa nắng, để rồi ngày phục thù đã đến. Năm 931, Ngô Quyền cùng Dương Đình Nghệ tiến quân về phía Bắc, thành công đánh đuổi quân Nam Hán tại Đại La. Sau chiến thắng này, Dương Đình Nghệ lên làm tiết độ sứ, còn Ngô Quyền được giao cho cai quản Ái Châu. Nhưng yên ổn cũng chỉ được vài năm, cho đến khi kẻ Việt gian này tiến hành phá game. Ông ta phản bội và sát hại Dương Đình Nghệ, rồi trở thành tiết độ sứ tiếp theo. Ngô Quyền biết tin liền nhanh chóng tập hợp lực lượng diệt trừ kẻ phản bội và được rất nhiều người hưởng ứng. Trước tình hình đó, Kiều Công Tiện bắt đầu hoảng sợ và rồi ông ta quyết định cầu cứu kẻ thù, nhà Nam Hán. Còn nhà Nam Hán thì sau thất bại lần trước, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đem quân sang đánh chiếm nước ta một lần nữa. Nhận ra vấn đề thù trong giặc ngoài, Ngô Quyền nhanh chóng diệt trừ Kiều Công Tiễn để tập trung đối đầu với giặc ngoại xâm. Về phía quân Nam Hán, lần này chúng tận dụng thế mạnh của mình là binh thuyền và cho quân đi theo đường biển từ Quảng Đông sang. Người đảm nhận dẫn đầu đoàn quân xâm lược này là con trai Vạn Vương, Hoàng Tháo. Mặc dù kế hoạch nghe có vẻ chu đáo, nhưng căn bản thì nó đã thất bại ngay từ những bước đầu. Bởi vì chuyện là Ngô Quyền đánh Kiều Công Tiễn, Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán, Nam Hán cho quân sang đánh Ngô Quyền với tự tin rằng Kiều Công Tiễn là nội ứng. Nhưng mà Ngô Quyền đã nhanh tay diệt trừ Kiều Công Tiễn trước, còn Nam Hán thì lại chưa biết chuyện này. Và thế là vào cuối mùa đông năm 938, trận Bạch Đằng lịch sử đã diễn ra. Sau khi giải quyết xong vấn đề nội phản, Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị cho trận chiến với giặc ngoại xâm. Với đầu óc nhanh nhạy và khả năng phán đoán chính xác, Ngô Quyền đã lên kế hoạch tác chiến. Ngô Quyền biết Hoàng Tháo là một tướng trẻ ít kinh nghiệm, cùng với việc từ xa đến mỏi mệt mà lại còn nghe tên Kiều Công Tiễn chết thì từng đó thôi đã đủ sợ mất vía. Lúc này quân ta lấy sức khỏe và tinh thần tốt, ắt có thể đánh bại quân địch. Nhưng vấn đề là thế mạnh của địch nằm ở chiến thuyền, do đó cần phải tổ chức phòng bị ở điểm này. Và Ngô Quyền đã nghĩ ra kế dùng những cọc lớn, vắt nhọn đầu, bịt sắt đóng ngầm ở ngay trước cửa biển. Thuyền quân địch sẽ theo thủy triều tiến vào trong những hàng cọc đó và quân ta có thể chế ngự chúng. Kế hoạch được tiến hành. Cuối mùa đông năm 938, Hoàng Tháo cùng đoàn thuyền binh của mình đã tiến vào nước ta qua cửa sông Bạch Đằng. Khi nước thủy triều lên, Ngô Quyền đã cho người đem những chiếc thuyền nhỏ ra khiêu chiến, rồi sau đó canh đúng lúc thủy triều lên cao, giả bộ rút lui nhằm dụ quân địch đuổi theo. Hoàng Tháo với bản tính hung hăng quả nhiên tiến quân vào, để rồi khi đoàn binh thuyền của kẻ địch đã nằm trong vùng cắm cọc, cũng là lúc thủy triều rút, những chiếc cọc bắt đầu nhô lên, thuyền của địch cái bị đâm thủng, cái thì bị mắc cọc mà lật úp, quân địch hốt hoảng, binh lính chết đuối phân nửa. Quân ta cũng tổ chức tiến công, khí thế bừng bừng. Kết quả là quân Nam Hán bị đánh bại. Hoàng Tháo bị quân của Ngô Quyền bắt sống và tiêu diệt tại trận. Công cuộc xâm lược của nhà Nam Hán đến đây là phá sản hoàn toàn. Sau chiến thắng này, vào ngày 1 tháng 2 năm 939, tức ngày 10 tháng 1 năm Kỷ Hợi, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, sáng lập ra nhà Ngô, chọn Cổ Loa làm kinh đô. Đến năm 944 thì ông qua đời, hưởng dương 47 tuổi, để lại di chúc cho Dương Tam Kha phò tá con mình là Ngô Xương Ngập. Nhưng rồi Dương Tam Kha lại không làm thế. Ông ta cướp ngôi cháu mình và tự xưng là vua. Cũng chính điều này đã mở màn cho một giai đoạn nội chiến vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, loạn 12 sứ quân. Nhưng để nói về loạn 12 sứ quân thì chúng ta sẽ có một video khác. Còn video hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.